sẽ có diễu binh tại Hà Nội để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội. Năm 2024-25 thì có rất nhiều sự kiện mà cấp nhà nước các nghĩa. Nhưng năm 2024 tôi cũng kỷ niệm tuổi 80 rồi. Và 35 năm này ngày hội quốc phòng toàn dân 35 năm. Chúng tôi cũng chuẩn bị rất nhiều nội dung, cũng sẽ có diễu binh tại Hà Nội để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội. Và chúng tôi cũng sẽ làm 8.000 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng bào khắp cả nước. Con số này sẽ vượt. Bởi hôm nay mới được nửa năm thôi mà đã 6.000 có lẽ rồi. Thì báo cáo các ông chí như vậy. Sẽ đến với dân nhiều hơn.